So với cùng kỳ năm trước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng năm 2023 giảm gần 19%, trong khi đó chi ngân sách tăng hơn 26%. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh thực hiện 9 tháng năm 2023 ước hơn 2.440 tỷ đồng, đạt hơn 75% dự toán trung ương và đạt hơn 54% dự toán địa phương giao trong đó thu nội địa hơn 2.220 tỷ đồng, đạt hơn 52% dự toán địa phương giao, giảm gần 19% so với cùng kỳ năm trước. Ước thu xuất nhập khẩu 217 tỷ đồng, đạt 74% so với dự toán. Về chi ngân sách, thực hiện 9 tháng năm 2023, ước hơn 7.410 tỷ đồng, đạt hơn 51% so với nhiệm vụ chi và tăng hơn 26% so với cùng kỳ năm trước trong đó chi đầu tư phát triển hơn 2.700 tỷ đồng, đạt hơn 48% so với nhiệm vụ chi, tăng hơn 40% so cùng kỳ năm trước. Chi thường xuyên hơn 3.950 tỷ đồng, đạt hơn 62% so với nhiệm vụ chi, tăng hơn 12% so cùng kỳ năm trước.